Và trong tay thì CJ có hai bảng này dành cho hai vợ chồng. Một mặt thì có mặt đỏ này, một mặt thì có mặt xanh. À, việc của hai vợ chồng là nghe câu mà CJ với OB sẽ đưa ra. Nếu chúng mình thấy cô đấy nó đúng với mình thì mình đưa ra mặt xanh. Còn nếu mà mình thấy không hợp lệ, không phù hợp với mình thì mình đưa mặt đỏ. Bạn đã hiểu được chưa? Ok. Đơn giản được không? Ok, câu hỏi đầu tiên. Tôi từng nghĩ tới người yêu cũ khi yêu đối phương. Sao phải nhìn vô mà trả lời được? Chính xác thì hay cảm nghĩ gì về người yêu cũ? Em nghĩ là cái đoạn lúc đầu mà em yêu nhau thì lúc đấy thì em cũng chưa quên hoàn toàn. Từ phía em thì sao? Từ phía em thì đúng là cái người yêu cũ em chia tay ấy, nó chỉ là buồn, cho nên là đôi khi với cả nó là cái thời mình chỉ có là ủng hộ đôi khi nó, nhưng mà nó cũng là một cái gì ấy, tình yêu đầu đời, đôi khi là cố tình hóa qua thôi. Yeah. Câu thứ hai, câu này rất là nguy hiểm này. Tôi đã từng có lúc tức giận đến mức muốn đánh đối phương. Thì em nghĩ em cũng chưa đến mức như thế. À rồi. Thì là phụ nữ thì cũng phải tay cầm chân đúng không? Với em nghĩ là cũng không phải vấn đề gì cả, nếu đi mình làm thế này. Thế thì còn Sơn thì đã đến mức mà muốn đánh vợ mình mà bạn. Đánh như thế nào? Em không nhớ đâu, nhưng mà đi lần nào cũng nhắc đi nhắc lại. Ngày xưa anh xích đánh em chả nhớ là đấy như thế nào. Mà kêu là em là ngày xưa là từng giơ tay đánh. Em chưa bao giờ em động tay em cần rồi. Không nhớ là cái nhau mình chuyện gì mà đúng là mỏng thật. Bởi vì cái này nhiều khi cãi nhau cứng lắm. Nói cứ im em bảo là cãi nhau có gì thì cứ nói ra. Bức xúc cái chuyện gì cũng có vấn đề gì, anh làm sai cái gì thì em phải nói ra. Bây giờ cứ im bực mình. Em thì em cũng nói trong lớp đấy. Thì em biết cả hai đều không kiềm chế được. Khi mà mình lại giống nhau chứ. Em không nói. Anh cứ tưởng là nó sẽ giống lại luôn. Câu hỏi thứ ba. Tôi có thể đọc 3 món ăn mà người kia thích nhất. Ồ. 3 món ăn của Sơn thích nhất là gì? Anh nghĩ nó kia. Đọc. Tất cả mọi thứ lên tay đọc. Thứ hai là em nghĩ là. Sụ. Dễ thương. Đúng mình vậy. Em ăn cái gì nó rất thuần thục. Hai thứ ba em nghĩ là chính là có phải không Sơn? Thực ra là em dễ ăn, dễ nuôi lắm. Dễ nuôi là cái gì ngoan được đúng không? Là cái chọn vừa ba mà cái đấy cũng là món thứ nhất. Món thứ nhất mà đậu với đúng không? Đậu thì đúng, phụng thì đúng. Đúng không? Cái gà thì bình thường. Vậy thì tại sao bây giờ Sơn không thể nói được ba món là món thứ nhất? Bọn em cũng là kiểu dễ ăn ấy. Ăn dễ nuôi, tức là cái gì mà ăn được. Tức là cái gì không biết ăn thì em biết, nhưng mà cái gì thích thì em không biết đâu. Vì cái gì cũng thích. Đấy. Tôi là người cuốn cầu chân gối tha tôi. Ôi, mình cứ tưởng thế nào mà tôi làm cũng đúng. Vậy thì theo mình biết là một người phụ nữ vừa mới sinh con thì sẽ không có nhiều nhu cầu về chân gối, nhưng mà một người phụ nữ là đang là một cái chân phải làm mong đấy, và đang trẻ và đang sức khỏe nó ok đầy đủ thì tại sao? Từ nay em cũng cảm thấy là em cũng phải thay đổi vấn đề này chứ, tại vì là em đi làm ở xa rồi, thế là không được ăn gì, cho nên là cái việc đấy với em ngày trong tuần nó không hẳn là cái gì quá, nhưng mà em nghĩ là để bản thân mình muốn thực sự thì nó không có thật. Em không biết là em nặng yếu hay sao ấy mà cứ đấm lưng bà này 5 phút rồi bà ngủ kít theo lò. Em kiểu gì không dậy. Ui. Đấy cứ em kiểu xuống bên đăng cái lên là thấy ngủ rồi. Cái mà em cần thay đổi không phải là em cần phải có nhu cầu cao hơn, mà em cần việc thẳng thắn hơn, được nhiều hơn, được thả lỏng hơn, tất cả mọi thứ tốt đẹp hơn nó sẽ ra từ từ thôi. Chứ không phải là em cần thay đổi để chiều lòng sớm hơn đúng không? Ok, câu thứ 5. Tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thứ ba. Tuesday. Tức là Sơn nghĩ là sẽ không bao giờ có, còn Linh nghĩ có khả năng sẽ có. Em thì em nghĩ em phải thực tế hơn một chút. Cuộc sống sau này nó cứ dài thì không thể đảm bảo chắc chắn một vấn đề. Em nghĩ là cái vấn đề đấy cũng là cái sẽ xảy ra, mình không
nghĩ là mình không bao giờ nên nghĩ, mình không nên chủ quan. Hơn thì sao? Tại sao em lại có thể dám chắc rằng là nghe không bao giờ thì em không biết được người năm 2 năm nữa thì như thế nào. Em chỉ biết là hiện tại thì em sẽ không bao giờ để người thì quan hệ của em là xem hiện tại của hiện tại của em. Giây phút này thì chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để chia sẻ với nhau những cảm tình, những lời vui buồn cảm ơn whatever mà mình chia sẻ với nhau. Anh nghĩ là anh sẽ nghe nhiều hơn vì chưa được trong đó anh là người một người đàn ông rất thông minh. Anh muốn là anh muốn nghe thì cảm tình những cầu hôn các thứ hay là bất kỳ những kỷ niệm để anh là người chủ động. Anh muốn hôm nay đặc biệt là để nghe thì em muốn nhân từ cái sự thảo lúc thì thực tế thì em và anh mình cùng nhau trải qua những năm tháng cũng có rất nhiều việc xảy ra và đã từng cùng nhau vượt qua để đến lúc như thế này. Anh nghĩ là sắp tới hy vọng là mình sẽ cùng nhau để cố gắng như thế. Và một cái em muốn thay đổi hơn là khi em từng biết là thật sự anh rất mong được như vậy. Vừa em và sẽ vừa hơn mong mình có một gia đình là vừa hơn hạnh phúc và mong là giờ sẽ cùng công tác để ra đời em bé nha. Trong hôm nay nhé. Vừa em. Trời luôn. Wow, ngày hôm nay mình đã nghe rất nhiều câu chuyện vui có, buồn cũng có, không cũng có, hẳn cũng có. Chỉ là những cái việc vừa vui cũng có. Cho nên là CD thay mặt chương trình cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất là mong là hai vợ chồng sẽ luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn hiểu nhau, luôn luôn yêu nhau và sẽ sớm đón một công chúa hoặc một hoàng tử đến trong nhà của mình. Thay mặt chương trình cảm ơn khán giả quý vị đã xem chương trình của chúng ta. Các bạn đừng quên hãy bấm nút subscribe và cho chương trình này một like cũng như là comment ở dưới những cái chia sẻ của các bạn. Các bạn đã gặp phải những cái tình huống nào trong cuộc sống của mình? Các bạn thấy cuộc sống của cặp đôi này như thế nào, nó ra sao? Thế các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình đi. Ngoài ra thì các bạn biết cặp đôi nào mà các bạn muốn chúng mình mời đến chương trình để khai thác thì các bạn hãy comment ở dưới và chúng mình sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. CJ với Obi xin chào và hẹn gặp lại. Chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi, chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu... em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết, đúng thế không? Giờ lên sân khấu mà run cũng khóc, chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi. Em rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng, em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi.
Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là gì? Mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi. Thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em chỉ hiểu với ai chị? Dạ? Chị có ba em. Một bé. Hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy, xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật ít thì em cũng có yêu một người, yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đúng đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu hả chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Mình chia tay ấy, thì là có em thấy em ta là mới có mấy tháng của bạn. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động một cùng với bố. Thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình kể về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được 1 năm, tính ra là được 1 năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, và dự định khi nào mình rước bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình
mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Ừ, cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Ừ. Có rồi. Bé được không sao cả, vấn đề đó đi. Ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn vô, nhìn bằng mắt á, thì em mới thấy được là ừ cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn cũng phải đứng đắn một chút chứ không... Nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy. Nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Ừ, trên 1m7. Quê quán thì còn nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái không, đấy là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.